Xin chào quý vị anh chị và các bạn nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục lên sóng một cái mẫu xe Mercedes-Benz C230. Thì cái mẫu C230 thì nó không lạ lắm gì cửa hàng mấy em cả. Thì hôm nay về một chiếc thì nó cũng rất là ok. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội và biển cũng rất là đẹp này, các bạn nhìn này. 369533. Đấy, xe thì mẫu C230 thì nó với khối động cơ của nó là 2.5 anh em nhé. Động cơ 2.5 số tự động, hộp số tự động 7G Trolic 7 cấp đấy ạ. Chạy rất là mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, xe đã lên một bộ mâm thể thao này. Đấy. Và một bộ ống xả này. Ống xả kép này, siêu trầm luôn. Nghe cực phê luôn, như kiểu là thể thao luôn anh em nhé. Lỗ siêu trầm luôn. Xe trang bị khoảng cảm biến khoảng cách trước và sau. Đấy, với cái tông màu xanh này thì nó rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn này, form dáng này cực kỳ liền lạc, tất cả gần cạnh góc mép của nó này trông rất là sắc nét luôn. Đấy. Tên tư nhân biển Hà Nội, xe trang bị cân bằng điện tử 4 bánh phanh ABS, phanh khẩn BA, phanh điện tử đủ 4 bánh luôn. Đấy, la răng đúc là phanh đĩa 4 bánh. Đèn bi xê lông. Đấy, mọi thứ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đèn bi xê lông nguyên bản theo xe, mặt ga lăng và đấy, biểu tượng ngôi sao ba cánh này các bác nhìn này. Tất cả còn nguyên bản nhé. Đó. Rất là đẹp. Với cái tông màu này rất đẹp, còn đặc biệt hơn ấy là con này này đăng kiểm mới đăng kiểm xong. Đấy, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021 nên là về chỉ việc đi thôi. Bác nào mà ở Hà Nội thì về tên thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển và giữ nguyên biển này đi nhé. 33 này, 69533 này. Đấy. Và thứ hai là bác nào thành phố Hồ Chí Minh là về tên là sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển đâu nhé. Vì con này nó là gốc thủ đô, biển thủ đô rồi. Đấy, rất là hiện gọi là rất là hợp lý luôn. Đấy, form dáng nó cũng đẹp. Cửa tiền rất là ok. Mẫu Mercedes này thì nó là cái mẫu mà nó rất là bền bỉ rồi. Cực kỳ là bền bỉ thôi. Nội thất của nó khá là đẹp anh em nhé. Nội thất màu kem này. Đấy, rất là sáng và sang luôn. Nội thất màu kem. Xe trang bị điều hòa ô tô. Đấy. Ga tự động này. Và đèn pha tự động. Xe trang bị 6 túi khí an toàn anh em nhé. Trang bị 6 túi khí an toàn. Đó. Ghế chỉnh điện nhé. Ghế lái chỉnh điện và nhớ ghế 3 vị trí ghế. Đấy. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe. Đấy. Và có cân bằng điện tử này. À, đóng mở rèm này. Điều hòa hai luồng, điều hòa riêng biệt, hộp số tự động 7 cấp luôn. Đấy, rất là ok luôn, xe order 9 vạn mai nhé. Đấy, rất là đẹp này, trần nỉ nguyên bản theo xe và có hai đèn trần. Đó. Rất là đẹp. Đây, keo chỉ sùng chỉ của nó này. Đây các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái dòng Mercedes này ấy, tôn vỏ nó phải nói là nó cực dày, nó cách âm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, tôn vỏ nó cực dày luôn. Đấy, bô này là chủ xe cũng độ bô rồi nhá. Độ bô rồi, nô bô nổ siêu trầm luôn. Nghe rất là sướng. Tiếng mà khi chúng ta tăng tốc ấy thì nó hú kêu rất là sướng luôn. Đấy. Cốp ghế của nó đây, lốp dự phòng kích lốp này, đồ nghề nguyên bản theo xe của nhà sản xuất nhá. Xe không có tai nạn đâm vai ngập nước gì cả. Máy zin luôn. Đấy. Con này máy zin luôn anh em nhá, không có tai nạn đâm vai ngập nước gì cả. Đó, mọi thứ còn nguyên bản hết. Đấy, kính này. Đây các bác nhá, nhìn nhá. Đó. Xe chủ xe đã lên một bộ mâm này. Đấy, mâm này là mâm thể thao anh em nhé. Mâm thể thao này. Biểu tượng của như đây là kiểu Bugatti này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, lót sàn là lót này là nó gọi là lót gập này, nó là cái lót lót nỉ luôn. Nguyên bản. Đấy, form dáng của nó đây. Của nhà nó cực kỳ là đẹp luôn. Xe rất là liền lạc luôn anh em nhé. Cực kỳ liền lạc luôn. Đấy, táp lô táp ly của nó này. Mọi thứ này. Đấy. Cái này chúng ta có thể mua cái ốp về dán nó sáng hơn nhiều. Ốp inox đấy, bên em có đặt mua. Nhớ ghế 3 vị trí ghế, ghế chỉnh điện anh em nhé. Đó. Đây các bạn nhìn này. Rất là ok rồi các bạn. Rất là mượt mà luôn. Đấy, chúng ta chỉnh đây này. Đấy. Mọi thứ của nó còn khá là đẹp. Đấy. Thì cái mẫu Mercedes này. Đấy, vô lăng của nó là vô lăng chỉnh điện 4 hướng anh em nhé. Vô lăng chỉnh điện 4 hướng. Đấy, ra. Vào này. Đấy, xuống này. Lên này. Còn rất là đẹp. À, đầu CD là đầu CD nguyên bản. Đầu CD 6 đĩa. Âm thanh của dòng này thì âm thanh của dòng này thì nghe cực phê luôn. Đấy, xe này order 9 vạn mai.
rất là đẹp. Nội thất của nó này, táp lô, táp ly này các bác nhìn nhá. Mọi thứ còn khá là ok và liền lạc. Đấy. Thì mẫu xe này thì đang được bên em bán với mức giá là 350 triệu đồng. 350 triệu đồng, giá trên là bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm thì cứ alo cho bên em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy. À, mở lắp cabo ở đây nhá. Đóng cửa rất là nhẹ nhàng đúng không? Bô này lỗ gọi là lỗ siêu trầm luôn. Máy zin. Đấy. Máy 272 máy zin. V6 2.5 số tự động, hộp số tự động 5 à hộp số tự động 7 cấp. Đấy. ABS 4 bánh phanh khẩn, EBA phanh điện tử đầy đủ hết, rất là an toàn luôn, cân bằng điện tử rồi là mọi thứ rất là ok. Lắp cabo của nó đây. Mọi thứ nguyên bản hết nhá. Không có tai nạn đâm vai, ngập nước gì cả đâu anh em nhé. Máy rất là chất luôn. V6 từ dòng Mercedes 230 này thì nó khỏe lắm, nó thiên về khỏe, nó đi nó tăng tốc nó sướng lắm. Rất là vút luôn. Đấy. Đó nhìn này, ông xả nó vẫn còn sáng choang luôn. Đây anh em nhé. Ông xả đây. Đó. Máy zin. Máy zin anh em nhé. Động cơ 2.5 máy zin. Đó. Máy đổ rất là chất luôn này. Cực kỳ là chất luôn. $350 triệu 2008. Đấy. Mercedes 230 sản xuất năm 2008, tên tư nhân biển Hà Nội. Giá trên là bên em đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi và vận chuyển toàn quốc. Các bác nào quan tâm hãy alo cho bên em theo số điện thoại trên nhé. 350 triệu. Anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video sau. Bác nào thích con này, muốn chốt này thì alo cho em nhé.